Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem một clip, đó là clip gà và đại bàng. I believe.
chúng ta sẽ có những câu hỏi cho clip vừa rồi. Thứ nhất là theo các bạn thì những nguyên nhân nào khiến cho đại bàng không đạt được ước mơ của nó?